Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tuần này liên tục giảm xa mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce do đồng đô la mạnh lên và tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ. Ở trong nước, giá vàng miếng biến động nhẹ và chưa thể lấy lại mốc 71 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm nhẹ. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 12.200.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 70 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 70.700.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết là hai chiều mua bán cao nhất tại 58.500.000 đồng một lượng và 59.500.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết là chiều mua vào tại mức 70.050.000 đồng một lượng, chiều bán 70.750.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 70.050.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 70.770.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 700.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 70.050.000 đồng một lượng và 70.750.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 70 triệu đồng một lượng và 70 triệu 750 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 700 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 70 triệu 150 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 70 triệu 150 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 70 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch cho chiều mua và chiều bán tại PNG 750 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 850 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 70 triệu 080 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 730 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 70 triệu 100 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 70 triệu 100 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua, hiện đang niêm yết mức giá từ 22 triệu 839 nghìn đồng một lượng đến 58 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 24 triệu 839 nghìn đồng một lượng đến 59 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, vàng giảm giá do sức ép từ phiên tăng khá mạnh của đồng đô la Mỹ. Trong phiên ngày hôm qua, mùng 1 tháng 11, chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng 0,36%, vượt mốc
107 điểm từ mức 106,6 điểm của phiên trước đó. Giá vàng còn giảm do áp lực chốt lời sau khi giá vượt mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce vào tuần trước. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang thận trọng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hoàn tất cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Kết quả cuộc họp của Fed ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11 của Fed đã được công bố vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trước đó, theo công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME phản ánh, gần 100% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này. Giới đầu tư trước đó cũng đã ngóng chờ xem liệu Fed sẽ phát đi tín hiệu gì về chủ trương chính sách của thời gian tới. Với bất kỳ sự cứng rắn nào của Fed cũng có thể gây bất lợi cho giá vàng, và ngược lại, một tín hiệu mềm mỏng dù nhỏ cũng có thể giúp giá vàng bứt phá. Hiện tại, giá vàng đang được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro do chiến tranh giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đang rất khó lường. Nguy cơ chiến sự lan khỏi Trung Đông đã hiện hữu. Người Israel, người Do Thái ở nhiều nơi trên thế giới đang phải tăng cường đề phòng nguy cơ bị những người phản đối Israel tấn công. Những bất ổn địa chính trị này góp phần đẩy giá vàng lên cao hơn. Tuy nhiên, đà tăng của vàng bị kìm hãm bởi một số yếu tố, trong đó có chính sách tiền tệ nới lỏng của nhiều nước trên thế giới. Nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActiveTrade nhận định với trang Kiku News: nếu như các bên thứ ba như Hezbollah và Iran dính líu vào cuộc chiến tranh này, giá vàng sẽ tăng mạnh hơn nữa, ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ và tỷ giá đồng đô la có tăng, vì nhà đầu tư sẽ đổ xô tìm kiếm sự đảm bảo ở hầm trú ẩn cuối cùng là vàng. Ông David Meagher, giám đốc giao dịch kim loại quý tại Futuri nhận định: giá vàng giảm do sự kết hợp của ngưỡng kháng cự về mặt tâm lý ở quanh mức 2.000 đô la Mỹ và hoạt động chốt lời trước khi các số liệu kinh tế quan trọng được công bố. Nhưng chuyên gia này vẫn giữ quan điểm tích cực với giá vàng khi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn tiếp diễn trước tình hình xung đột tại Trung Đông. Giá vàng tăng khoảng 8% trong tháng 10 sau khi giới đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh bất ổn này. Theo nhận định của ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của ngân hàng Saxo Đan Mạch, vàng vẫn là thị trường hấp dẫn khi trái phiếu có ít sự bảo vệ trong khi cổ phiếu tiếp tục bị bán tháo. Hiện tại, các ngân hàng trung ương đang mạnh tay mua vàng. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 800 tấn vàng, chủ yếu là các nước như là Trung Quốc, Ba Lan, Singapore và Ấn Độ. Con số này đã vượt sức mua trong cùng kỳ năm 2022 do nhu cầu cao kỷ lục. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, các quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng, một lực lượng quan trọng của thị trường vàng, vẫn đang trong xu hướng bán ròng. Họ cho rằng để giá vàng tăng bền vững hơn, lực mua của các quỹ ETF là một điều kiện rất cần thiết. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.